Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một bộ ảnh cưới vô cùng độc đáo khiến nhiều người chú ý. Cụ thể cả cô dâu và chú rể trong hình đều không có tóc. Người chia sẻ cũng chính là cô dâu có Facebook tên là Thảo cho biết tóc của cô là chủ động cạo, còn chồng thì đã bị rụng hết do hóa trị. Chia sẻ trên một diễn đàn mạng xã hội, Thảo cho biết chồng cô bị ung thư đã hóa trị 3 lần. Sau lần này, sức khỏe của anh tốt hơn nên cả hai đi thực hiện một bộ ảnh cưới để làm kỷ niệm. Sau bao ngày chồng em chống chọi với bệnh ung thư và hóa trị đợt 3 hôm nay, chồng em khỏe hơn tí nên vợ chồng em quyết định chụp bộ ảnh cưới để làm kỷ niệm đây mọi người. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã quan tâm hỏi thăm sức khỏe chúng em ạ. Chỉ mong rằng những ngày sau nữa anh ấy luôn cười hạnh phúc như ngày hôm nay để vượt qua bạo bệnh. Chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có và hãy dành nhiều thời gian cho gia đình và người thân khi còn có thể nhé mọi người. Vì bệnh tật không tha cho một ai đâu, hãy dành nhiều yêu thương cho người thân khi còn có thể. Được biết, để cổ vũ chồng chiến đấu với căn bệnh ung thư, cô gái xinh đẹp này đã cạo trọc đầu để có đôi có cặp với chồng và thể hiện tình yêu với người bạn đời của mình. Nhiều người nhận xét, dù cả hai đều không còn tóc, nhưng bộ ảnh cưới vẫn vô cùng đẹp và đầy cảm xúc. Thảo cũng vô cùng xinh đẹp trong ngoại hình có chút lạ này. Mong rằng kỳ tích sẽ xảy ra và vợ chồng Thảo sẽ còn bên nhau nhiều năm nữa, thực hiện nhiều bộ ảnh hơn nữa.